Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel Thiên Vũ Idol ha. Thì clip lần này sẽ là một clip dành riêng cho các fan của Bow. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách phối ghép một bộ dàn karaoke Bow làm sao cho nó phù hợp nhất, và nó sẽ có giá từ thấp đến cao để mọi người có thể cân đối theo cái mức tài chính của mình, mọi người có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Không chần chờ nữa, bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì Bow á, là trên thị trường nó đã có rất là lâu rồi, nên là mọi người thực sự là rất là nhiều khách hàng fan của Bow đã có trong nhà những bộ dàn của Bow rồi, có thể để nghe nhạc, có thể đã từng karaoke, tuy nhiên chưa được hay lắm thì mình cũng sẽ hỗ trợ mọi người làm cách nâng cấp làm sao cho nó phù hợp đã. Thì cái này thì mình đã có chia sẻ trong một clip gần nhất rồi, mọi người có xem lại, tuy nhiên mình sẽ nhắc lại luôn cho mọi người để tham khảo thêm ha. Thường thì trước đây mọi người hay xài những con dòng Bow cũ như là 301 nè, 402 nè, rồi 601 nè, 802 cũng có luôn, rất là nhiều. Tuy nhiên hầu hết các sản phẩm đó thì mọi người đang xài thì nó, nếu mà mọi người muốn nâng cấp nó lên á, với những bộ dàn ngày xưa thì thường combo mình hay tư vấn cho khách sẽ là mọi người nâng lên cho mình một cái sub và một cái vang số. Nếu mọi người đang xài những cái âm ly Denon này kia mọi người ghép, hoặc là mọi người đang xài những cái âm ly Jaguar ngày xưa để ghép với Bow á, rất là hay á, thì mọi người nên thêm một con vang số và một con sub nữa. Micro thì có thể tận dụng lại nếu mà chưa hư, để mọi người có thể tối ưu cái dàn loa Bose của mình. Bởi vì thật ra những cái Bose ngày xưa như 301 đến 402, 601 như mình nói á, thì hầu hết là nó bị thiếu công suất chứ không có gì cả. Nó chỉ bị thiếu công suất thôi để cho mình nó tạo thành một cái bộ karaoke hoàn chỉnh á. Thì sub sẽ là cái bổ sung công suất và bổ sung đúng cái dải trầm cho cái bộ dàn đó, để nó biến cái bộ dàn nó từ bộ dàn nghe nhạc hoặc là karaoke nhẹ nhẹ thành bộ dàn karaoke chuyên nghiệp luôn, để mọi người có thể hát luôn. Và bổ sung sub không chưa đủ, mọi người phải có thêm vang số để mọi người tối ưu hóa cái sub đó để cho nó phù hợp với bộ dàn luôn. Đó, vang số với sub thì rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người, có giá nó có thể đi từ khoảng theo mình nhớ không nhầm là từ khoảng 10 triệu cho đến khoảng 20 triệu cũng có, rất là nhiều phân khúc cho mọi người lựa chọn ha. Với những khách mà sử dụng bộ dàn Bow mới á, thì mình sẽ lựa chọn cho khách hàng những dòng là mình sẽ bỏ qua những dòng di động nha, những dòng di động có pin như S1 Pro hoặc là S1 Pro Plus mình sẽ bỏ qua, bởi vì những dòng đó là nó đặc thù dành riêng cho mang đi ra ngoài chơi rồi, và là nó có pin nữa. Mọi người mà đặt cố định tại nhà thì nó sẽ hơi phí cục pin một xíu, đương nhiên khách nào thích vẫn có, vẫn làm được, vẫn ok. Tuy nhiên đây mình sẽ tập trung cho mọi người dành cho những bộ dàn nào đặt cố định tại nhà và nó có đáp ứng công suất tốt một chút xíu. Bộ phối ghép đầu tiên cho mình sẽ lựa chọn cho mọi người đó chính là dòng rất là nổi tiếng, thành một dòng huyền thoại luôn rồi, đó là dòng L1. L1 Pro thì nó sẽ có những series là Pro 8 này, Pro 16 này, Pro 32 này. Tuy nhiên nếu mọi người chơi trong gia đình, mọi người không có mang ra ngoài trời chơi thì mọi người nên dừng ở cái mức Pro 16 thôi. Xài Pro 8 đến Pro 16 là ok rồi. 1 cây đến 2 cây tùy theo mọi người nha, tùy theo cái mức đầu tư của mọi người. 1 cây, 2 cây nó sẽ như nhau, nó chỉ khác nhau về công suất, và nếu mọi người có chơi vang số micro nữa thì 2 cây thì nó chỉ là ST thôi, nó chỉ hay hơn một chút xíu thôi. Với những bản nhạc có ST thì mọi người có thể xài L1 Pro 8 nè, hay là L1 Pro 16 nè, và bộ phối ghép với nó thì mọi người nên chọn là một cái vang số và một cái bộ micro ha. Vang số micro giờ thì cũng rất là nhiều nha mọi người. Vang số micro bây giờ mọi người có thể lựa chọn những combo nó giá dao động từ khoảng 8 triệu cũng có, đến khoảng 20 triệu cũng có luôn, tùy theo cái tình hình tài chính và cái mức đầu tư mà mong muốn của mọi người ha. Thì đó là cái dàn cơ bản nhất, dựa theo giá chính hãng bây giờ thì một bộ dàn nó sẽ rơi được khoảng 40 triệu quay đầu lại, 40 triệu trở lên, 40 triệu trở lên cho một bộ dàn Pro 8 hoặc Pro 16 kết hợp cùng vang số với micro ha. Thì đó thì là cái mức gọi là dạng là thấp nhất cho mọi người có thể chơi một bộ dàn karaoke Bose, vừa nghe nhạc, vừa karaoke, vừa trong gia đình mà nó chống hú này kia từ chính chu á, thì mọi người sẽ có mức đầu tư từ khoảng 40 triệu trở lên. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái bộ phối ghép. Nếu mọi người muốn mà nó âm thanh nó hay hơn một chút xíu nữa, bởi vì thực tế ra những dòng L1 Pro 8 đến Pro 16 là những dòng dạng như là sân khấu hơi di động một chút xíu, thì nó làm cái loa thanh để cho mình nó, thứ nhất là vỏ bằng nhựa, thứ hai là dạng loa thanh để mọi người dễ di chuyển mang đi á, mang về á, thì nó linh động cho mọi người sử dụng. Tuy nhiên về nói về chất âm thực sự, nếu mà để hát karaoke thật là hay á, thì vẫn là phải liên quan đến bộ dàn lắp cố định. Thì lắp cố định giá tiền chắc chắn rồi, nó sẽ mắc hơn. Giá tiền của là bộ lắp cố định cùng một thương hiệu của Bose nha, thì lắp cố định lúc nào nó cũng mắc hơn là một cái bộ di động.
thì một bộ cố định đầu tiên dành cho mọi người sẽ là dòng DM8S kết hợp cùng với súp DM10 súp. Thì cái này thì mình đã có lên clip rất nhiều và lắp đặt rất nhiều rồi, thì mình đang có cái hàng ở đây luôn, thì cho mọi người coi luôn cho nó dễ cho mọi người xem ha. Đây mình có, đây mình có một con DM8S ở đây. Con này thì đây rất là nặng nha mọi người. Con này thì mình lên clip khá là nhiều rồi, nhưng mình cũng muốn nhắc lại cho mọi người, bởi vì nó là một trong cái phân khúc đầu tiên của một cái dàn karaoke Bose nha mọi người. Đây là dòng DJI Max. DJI Max series của nó là 8S88, tức là 8 inch, tức là 20cm của bát 20cm, và dạng này là dạng loa đồng trục. Đó, thì nó sẽ đi kèm với một cái sub DM10S sub. Đó, thì công suất nó cũng rơi đâu đó, con này thì tầm khoảng 150W, cái sub tầm khoảng 250W. Thì một bộ dàn mọi người phối ghép vô thì nó rơi đâu độ khoảng 300 cộng 250 là khoảng 500W đến 600W. Thì nó sẽ phù hợp cho một cái không gian từ khoảng 15 đến 20 mét vuông mọi người, dạng như là phòng ngủ này, hoặc là những cái phòng mà phòng khách, nhưng mà mọi người muốn nghe nhẹ, nghe vừa, không muốn nghe quá lớn, thì dòng này sẽ là dòng đầu tiên mọi người có thể nhắm tới ha. Một bộ dàn phối ghép của nó thì giá sẽ dao động từ khoảng 80 triệu đến 100 triệu tùy theo cái đồ mọi người phối ghép nha. Dòng này thì mình mọi người có thể tùy biến lựa chọn cái bộ phối ghép. Mọi người có thể xài một cái main 4 kênh, hoặc là mọi người có thể xài hai cái main 2 kênh tùy theo nhu cầu ha. Rồi mọi người có thể phối với vang số và micro. Main bow cũng có main nha mọi người. Nếu mọi người muốn xài main bow thì mình sẽ tư vấn cho mọi người là nên xài con main bow là P4300A. Con đó giá đầu đó nó khoảng 49 triệu. Hàng chính hãng. Thì khi ghép vào bộ này thì giá nó lên được khoảng 150-200. Về các thiết bị phối ghép thì mọi người tùy biến nha. Mọi người có thể ghép main của các hãng khác cũng được. Còn nếu mọi người muốn đồng bộ Bose luôn thì mình sẽ tư vấn cho mọi người xài cái main của dòng P4300A, 4 kênh nhân 300W một kênh. Thì nó sẽ phù hợp với cái bộ dàn như thế này, thì là hai loa của một sub là ok rồi. Là coi như một kênh, hai kênh thì mình chập lại mình đánh sub ha, còn hai kênh này mình đánh con này là coi như vừa. Thì cái main đó thì giá đâu đó mình nhớ không nhầm là khoảng 49 triệu hơn cho 49 triệu á. Thì với cặp loa với cái sub nữa khoảng 60 nữa thì đâu nó khoảng trăm mấy rồi. Thì mọi người khép thêm vang số micro nữa thì bộ dàn của mình nó dừng ở mức khoảng tầm 130 đến 140 triệu tùy theo cái micro và vang số nha. Đó, thì đó là cái cấu hình. Đương nhiên để mọi người giảm giá thành thì mọi người có thể chọn các fan khác như là Crown hoặc là LD System tùy theo nhu cầu của mọi người nha. Rồi, đó là cái dạng mà cái dàn phối ghép mà beginner đầu tiên. Cái phần thứ hai là mình đang có, thì mình sẽ có một cái bộ, nếu mọi người không thích cái form của cái con DM8S á, đặt trên bàn á, mà mọi người muốn gọn gàng như mấy con SE bên mình hay lắp á, thì Bose cũng có nha mọi người, không phải Bose không có. Bose sẽ có cái dòng MA12 như vậy, thì mình đang có ở đây. MA12. Mấy cái dòng này thì mình sẽ sao ta? Mình sẽ nhờ anh Vũ review test chất âm cho mọi người. Nhớ mọi người nhớ đón xem nha. Dòng này là một dòng thanh cột trụ. Nó sẽ giống con này nè mọi người. Nó sẽ giống con STIC34 này, tuy nhiên nó sẽ nhỏ hơn một tí và nó dài hơn một chút xíu. Đó, thì giá đó đâu đó sẽ đủ khoảng 21.500 cho một cái. Thì đâu đó khoảng 43 triệu một cặp. Thì nó sẽ nhỉnh hơn cái DM8S một chút xíu. Tuy nhiên là cái form này, cái form dạng đứng như thế này sẽ phù hợp với những căn nhà mà mọi người mà có cái tivi mà mọi người muốn treo là hai loa hai bên á, nó sẽ đẹp hơn và nó thẩm mỹ hơn và nó sẽ bị giấu dây đi này kia, nó sẽ ok hơn. Cái cột của Bose này là cái dòng gọi là gì ta, thấp nhất nha. Bose cột nó cũng có nhất là nhiều model và nó có những model lên đến 70-80 triệu, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau ha. Rồi đây là một cái form cột nha. Đương nhiên dàn phối khép thì cũng tương tự như mình nói lúc nãy, mọi người có thể xài hai cây này cộng với một cái sub DM10S sub, rồi mọi người xài một cái main 4 kênh của Bose cũng được, của Crown hoặc là LD System cũng được, tùy theo nhu cầu và tùy theo cái kinh phí đầu tư của mọi người đó. Rồi nếu mọi người lại muốn cao hơn một chút xíu nữa thì tiếp tục đến một cái dòng cao hơn, đó là dòng AMU nha. AMU thì nó có rất là nhiều dòng, tuy nhiên thì để karaoke được thì mình sẽ lựa chọn cho mọi người 3 dòng. Một là dòng AMU108, hai là AMU206 và ba là dòng AMU208. Đó. Cái mã của nó thì đơn giản thôi, AMU206 tức là 2 bát 6 inch. AMU108 tức là 1 bát 8 inch và AMU208 tức là 2 bát 8 inch. Thì mình đã có sẵn đây dòng AMU208, cái dòng cao nhất của nó.
Đây, con này thì giá đâu khoảng 85 triệu đi, 85 triệu một cặp. Đó, gồm hai bát tám mình nha. Con này thì bên mình đã tháo thùng ra rồi, chép ở chính giữa này. Thì con này cùng mình cũng đã tháo thùng ra rồi, thì mình cũng đã review và lắp đặt cho rất nhiều mọi người rồi. Tích âm thì chắc là mọi người coi các clip trên đó thì mọi người cũng đã thấy. Với những con như thế này á, thì thứ nhất là mọi người nên ghép men. Nếu mọi người ghép men Crown á, thì mọi người nên ghép từ dòng SLI 2500 trở lên. Hoặc là nếu mà có dư chút xíu nữa thì mọi người ghép cho mình hai con SLI 3500 là tốt nhất. Còn mà nếu mọi người muốn thích men của Bow, mọi người muốn đồng bộ Bow á, thì mọi với những sản phẩm như thế này thì mọi người nên xài con men P2600. Con đó đâu mình nhớ giá tầm khoảng 38 triệu một cái, thì mình xài hai cái men đó. Và đặc biệt nữa, con này nó sẽ nên xài controller. Nếu mọi người có chi phí, mọi người muốn đồng bộ Bow và mọi người muốn nghe cái chất âm nó chính xác nhất của Bow, thì mọi người nên xài controller cho những bắt đầu từ cái mã này trở lên, nhưng mà AMU này trở lên thì mọi người nên xài controller. Đương nhiên không có cũng được, tuy nhiên kỹ thuật nó sẽ hơi cực chút xíu. Kỹ thuật sẽ phải setup cái con EQ trên con băng số làm sao cho nó chuẩn cái setup của hãng, thì cái này cần kỹ thuật hơi khó một xíu. Nếu kỹ thuật mọi người tự tin về kỹ thuật mọi người có thể setup được á, thì mọi người không cần xài controller. Tuy nhiên nếu mọi người muốn đồng bộ Bow luôn và mọi người không muốn can thiệp nhiều về cái EQ trên cái băng số á, thì mọi người nên mua cái controller của nó. Rồi thì đây lớn nhất AMU28, sub của nó sẽ ghép gì? Sub thì bình thường mình sẽ ghép con hoặc là xếp với hai con DM10S. Tuy nhiên nếu mà mọi người muốn một cái dòng sub nó lực hơn chút xíu, khỏe hơn chút xíu và căng hơn chút xíu thì mọi người có thể xài dòng AMS115. Đây mình có đang có ở đây. Đợt này về Bow nhiều lắm mọi người, quá trời luôn á. Đây. Đây mình đây. Rồi. Đây, AMS115. Quá đã. AMS115 nha. Dòng này cũng ở China. Dòng này thì bên mình cũng đã lắp đặt rồi, tuy nhiên là không có thời gian và cũng không có điều kiện để quay những dòng này. Thì sắp tới thì mình sẽ nhờ anh Vũ quay review và đập hộp cũng như là test thử sao check cái sản phẩm này tại showroom để mọi người có thể cùng nhau cùng trải nghiệm với mình. Đó, thì sub dòng này thì một sub này là dòng này là dòng bát 40, sub hơi bát 40. Thì giá nó sẽ dao động từ mình nhớ không nhầm là 64 triệu một cái. Đó. Rồi, mọi người như mình đã nói lúc nãy, mọi người có thể chơi hai con main P2600A hoặc với cộng với controller, hoặc cũng có một cách nữa nếu mọi người không muốn rườm rà. Thật ra là Bow nó cũng tương tự như Nexel á mọi người. Cũng có một con main 4 kênh và tích hợp controller luôn. Đây mình đang có ở đây. Power xe PSX 4804D. Đây, mình đang có ở đây. Đã không? Con này thì nói chung là hơi gọi là đến của shop nha mọi người. Con này Made in Italy nha mọi người. Đây, cho mọi người coi. Mọi người nhìn Made in Italy là mọi người biết nó từ đâu rồi ha. Con này là cùng suộc với Nexel mọi người. Nó là của Power Shop làm cho hết nha. Men của Nexel cũng là Power Shop và men của Bow cũng là Power Shop làm cho. Thì giá con này đâu đó nó khoảng 119 triệu, sẽ rẻ hơn Nexel khá nhiều. Đây, nhưng mà nó là Bose. Đó. Con này sẽ tích hợp luôn controller trong nó luôn. Đây là mình hàng mình mượn demo của hãng nha mọi người. Chứ thiệt ra mình nói thiệt chứ Thiên Vũ nghèo lắm, không mua nổi con này đâu. Không khách nào có gọi là gì ta, có kinh phí cái mọi người mua con này về review test đi. Còn mình con này là mình mượn thôi, đúng không? Không có mua nổi. Đây nè, nó có thông số kỹ thuật này. 119 triệu luôn. Người thấy không? Kinh khủng khiếp không? Giá chưa bao gồm VAT luôn, quá khủng khiếp. Đó, đây thì nó ở đây. Mọi người thấy này, nó có cái nắp nãy mình nắp rất đa mày, thấy không? Cái này giống con men gì? Con Power Shop gì mình hay bán á, mình quên cái mã rồi, nhờ bạn quay phim bạn nốt lại giùm mình nha. Mình quên mất cái mã của nó rồi. Cái mã của Power Shop nó có cái khớp y chang luôn. Để mở ra để coi thì lấy cái nút này nè, mấy cái nút điều chỉnh này nè. Thấy không? Đó. Thì con Power Shop y chang luôn. Con Duo Canty hay là Quattro Canty gì đó, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà con này là chắc chắn 100% với mọi người là ruột của ông Power Shop 100%. Không đi đâu rồi. Đợt sau mình sẽ nhờ anh Vũ test luôn dòng này. Và cuối cùng, nếu mọi người muốn một cái dòng bộ Bow mà dạng là đầu bảng, top,
số 1, không cái gì hơn được nữa, tức là gọi là kịch khung của Bow, mắc đầu tư của Bow á, thì mọi người có thể lựa chọn các dòng sau đây. Một là dòng AMM mới ra của Bow, nó tương tự cái dòng Nexo P series mà mình có review vài năm trước á, bên mình có review vài năm trước á. AMM 108 nè, AMM 102 nè, sub thì là sub dòng AMS 105 này rồi. Rồi hoặc là mọi người, nếu mọi người không thích cái form đó thì mọi người có thể xài cái con MSX mà 12 MSA 12X đó, là cũng dòng cột tương tự như con này. Tuy nhiên công suất khủng hơn, rồi kích thước to hơn, đánh ra khỏe hơn, tiếng trầm sâu hơn, nó sẽ tương tự con SE. Đó, đây mình đang có một cái con nhỏ nhỏ ở đây, mình cũng chưa tháo thùng đâu. Thì clip lần tới thì mình cũng nhờ anh Đỗ test sau test cho nó luôn. Đây này, con này nè. AMM, mọi người thấy không? AMM 108 ha. Đó, máy in China luôn ha. Mấy cái dòng lớn lớn hầu hết là máy in China hết nè mọi người. Đó, chứ còn khó máy in chỗ khác lắm. Mấy chỗ khác mấy cái con nhỏ nhỏ như con Sao Linh này kia thì máy in Mexico, Malaysia được. Chứ còn mấy con này là máy in China hết. Đó, rồi. Đây là những dòng đầu bảng đó mọi người. Giá thì mọi người có thể tham khảo trên website bên mình. Cũng mắc ạ, cũng không rẻ. Mấy con như này tầm 4 mấy triệu cái nè, 8 mấy triệu cặp nè. Cái con mà AMM 112 á là tầm 90 mấy triệu một con, đâu 108 triệu một cặp á. Ớ lên nhầm, 180 triệu một cặp. Rồi cộng với cái sub 6 mấy triệu nó là khoảng 250 triệu là mới có loa thôi, chưa bao gồm main. Main thì mọi người có thể đầu tư từ con main này như mọi người đã thấy. Hoặc mọi người cũng là thích, nếu mọi người thích main rời, mọi người thích nó pro hơn một chút xíu thì mọi người có thể chơi hai con. Cái dòng mình giới thiệu cho mọi người sẽ là Bose P21000, tức là hai kênh nhân 1000W đó. Thì mình chơi hai con đó để cho vui cho hai cái loa với cộng một cái sub, rồi mình chơi thêm một con controller của Bose nữa là ok, tuyệt vời luôn. Thì giá đầu tư của những bộ này thì chắc chắn là không dưới 300 triệu, từ 300 đến 500 triệu nữa mọi người thay men khác vô nó cũng gọi là chênh lệch chút xíu thôi. Và đương nhiên những bộ này thì mình, với những bộ đầu bảng như thế này thì mình nên recommend mọi người là nên xài main của Bow hết cho nó đồng bộ, và chắc chắn phải xài controller mới để nó ra được full chất âm của con này. Đó, clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách phối ghép thôi ha, và chọn sản phẩm làm cho phù hợp với mức đầu tư thôi. Nguyên một cái giải sản phẩm của Bow rất nhiều, là nhiều sản phẩm, thì mình sẽ chia ra cho mọi người từ phân khúc là nâng cấp sản phẩm, rồi cho đến những phân khúc mà vừa cho đến tầm trung, tầm cao và những dòng đầu bảng. Đó, chỉ vậy thôi. Còn nếu về những cái sound check thì bên mình sẽ lên clip để mọi người có thể nghe được từng dòng xem là chất âm nó như thế nào, rồi hát karaoke có phù hợp hay không thì mình sẽ nhờ anh Vũ review cho mọi người ha. Thì lần này đến đây thôi. Thì nếu mọi người thấy hay, mọi người hãy có thể cho mình một like, một share và subscribe để mình có nhiều động lực hơn là clip theo. Mình là Khánh, hẹn mọi người. Bye bye.